Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay nhân tiện mình tưới phân cho cây kiếm. Kiếm này chỉ là kiếm tiên vũ thôi nha các bạn. Thì cái chậu kiếm này mình trồng rất là lâu rồi, mình mua hàng rừng, hàng kg thôi các bạn ạ. Cho nên là hôm trước có một số bác có comment là nhờ mình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây kiếm. Thì mình cũng chả có kinh nghiệm gì hay hơn đâu. Thì bình thường mình cứ tưới phân làm sao thì mình cũng chia sẻ như vậy thôi. Nhưng mà mấy chậu kiếm của mình thì cũng tạm được các mọi người. Hồi xưa mình trồng cái chậu gỗ này các bạn, có tí xíu thôi xong rồi mình lại phải lòng chậu đó. Thì cái chậu gỗ đó thì tại vì ở dưới á, là mình có lót cái mút trắng đó đó, cái xốp trắng đó, cho nên là mình lòng chậu được. Nó thưa, cái nan nó thưa cho mình lòng chậu được. Thì lá, các bạn thấy lá rất là xanh không? Lá xanh. Còn nó hơi bị trắng trắng là do nguồn nước nhà mình bị nhiễm phèn nha các bạn. Lá rất là xanh và lá, bản lá rất là cứng các bạn ạ. Rất là xanh và cứng luôn. Mình có bỏ phân tan chậm đó mọi người. Phân tan chậm này là phân ri nan nha mọi người. Và kế vào đó là mình có bỏ phân trùng quế luôn nha. Nó thì rất là nhiều măng. Ít bữa nữa nó đi ra ngoài đây. Chậu này mình chưa có biết hoa nha mọi người. Chậu này là hàng rừng sổ nhưng mình chưa có biết hoa. Lá cứng lắm các bạn ạ. Lá rất là cứng. Hàng rừng các bạn thấy cái củ ở trong rừng về không? Nó không còn một cái lá nào hết á. Mình bỏ phân tan chậm thì phân ri nan thì bỏ cái này mình bỏ 14 đều luôn nha. Còn cái đây là cái đen, đen này là vỏ lạc này. Cái này là đá thôi các bạn, chỉ là đá thôi. Đá mình mua ở cái chỗ bán vật tư hoa lan nha mọi người. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình trồng kiếm đơn giản lắm mọi người. Mình trồng lớp dưới cùng là bằng cái xốp trắng đó nha. 1/3 là xốp trắng. Và sau đó là đến vỏ thông to. Rồi bắt đầu là mình mới đến vỏ thông vụn và đá bọt ở trên. Đó. Cho nên là nó, cây kiếm mình thấy nó thoáng và nó phát triển rất là tốt. Cây kiếm thì mình chỉ trồng để ngắm hoa thôi mà vì mình thấy hoa kiếm cũng rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ tưới cho nó là OG Hum các bạn. Các bạn thấy không? Bung rễ và bật mầm. Một tháng mình tưới cho nó 2 lần OG Hum nha các bạn. Thì mình pha tỷ lệ là 1cc trên 1 lít nước. Một tháng mình tưới 2 lần, 1cc 1 lít nước. Xen kẽ vào đó là mình có tưới thêm B1 và Gromor thì mình tưới 20 đều thôi mọi người. 20 đều để cho nó cân bằng thôi. Đạm lân và kali đều nhau, cây nó đang phát triển rất là tốt cho nên là mình tưới như vậy thôi nha. Đó là tất cả những cái gì mà mình chăm sóc kiếm. Còn nó có phân tan chậm rồi mọi người. Ở dưới á, là phân tan chậm là chỉ cần có mình tưới nước là rễ kiếm nó nhiều, nó khỏe rồi thì nó có thể ăn được lượng phân tan chậm. Cho nên không có lo nó thiếu phân. Tưới thì các bạn nên tưới xả sơ qua nước cho mình nha. Mình đã xả sơ qua nước rồi đó. Thì để cho nước ráo đi rồi bắt đầu là giờ mình mới bắt đầu tưới phân. Thì nước thì mình đã tưới, mình để 20 phút ráo rồi. Phân mình đã pha sẵn rồi. Để không làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu tưới nha mọi người. Tưới đẫm toàn bộ lá và đến gốc nha mọi người. Gốc thì chúng ta nên tưới đẫm một xíu để cho nó hấp thu được qua rễ mọi người. Đó. Các bạn thấy chậu này lá to lắm mọi người. Bộ rễ là linh hồn của cây lan mà, cho nên là rất quan trọng. Mình tưới cái OG Hum này thì nhìn nó hơi đen đen, nó xấu xấu nha mọi người. Nên chúng ta nên xả lại sau 3 tiếng nhé. Rồi tới chậu bên đây nữa. Chậu bên đây thì mấy mầm mập lắm. Tỷ lệ mình pha 1 gram 1 lít nước nha các bạn ơi. Đẹp không các bạn? Chỉ là mọi người chúng ta nên có một chậu kiếm này chơi này. Đã mê lan là kiếm mình thấy là rất là dễ trồng luôn á. Bên đây mình có chậu kiếm, kiếm xanh Huế này các bạn. Kiếm xanh Huế này là hôm bữa mình có chia sẻ cách á. À có cái chia hoẻ xẻ hoa đó các bạn. Đây là vòi hoa của nó nè. Đó, kiếm xanh Huế của mình đó. Nó đang có vòi. Không biết cái này lại là hoa nữa hay là con đây. Bộ rễ rất là khỏe luôn. Cái này được 4 măng rồi mọi người. Được 4 măng. Chậu kiếm xanh Huế này thì được 4 măng.
Bên đây một măng nữa các bạn. Đây thì là chắc chắn là măng rồi này. Còn cái này tròn tròn, mình nghi cái này nghi con quá, nghi bông quá. Đang thích nó lên con mà nó cứ ra bông hoài. Cắt đi thì phí, cho nên ra là mình để ngắm luôn đó mọi người. Đó. Chậu này thì cũng mới chỉ được 4 mầm thôi nha mọi người. Chậu kiếm xanh Huế này thì mới được có 4 mầm mà. Và lá thì nhỏ chứ không to. Lá thì bị sần đó mọi người. Kiếm này trồng không khéo bị sần. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ tưới phân cho chậu kiếm. Chỉ có vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.